Xin chào cao chú hắm ơi, chú đi nói. Ờ, chú có đồ đẹp đâu, chú nói cô chú nghe đi. Con có đồ đẹp làm sao đâu. Ai cho ai ai mua đồ đẹp cho con? Ba ba. Vậy hả? Nó phải đâu. Con hôm qua con nói cô Thanh cảm ơn cô gì đó. Cảm ơn con. Ra nữa. Rồi chú Linh nói cô chú con đang làm cái gì? Con mang nhà con đi nổi. Giỏi. Con biết mang không? Con biết. Mang đúng không? Không. Ok, giờ mang sao đâu? Nổ sai rồi. Đúng rồi. Này không. Này đúng. Con này không. Này không đúng. Này không ăn đúng được. Này đúng. Wow, chút đeo gì đẹp quá vậy? Chút đeo chủ trang như cảnh sát bắt con. Có không? Có. Rồi con khoe cho ba coi kìa. To the party. Let's go to the party. Let's go to the party. Xong chưa? Ngày hôn mấy ca bao nhiêu cái chưa đã hả? Chưa. Anh nhắm cá với em luôn á. Trời nào anh cũng chơi hết. Coi bao nhiêu anh cũng chơi hết. Cái gì? Em ẩm nó một ngày trời mà không được phép ưng nó hung đó. Em cá anh á? Không. Em thua chắc. Thua chắc. Chú đi nội làm chi? Và wow. Con đưa đơn con đưa nội cái đó hả? Rồi hôm nay chú đi nội và chú đưa nội cái sợi dây chuyền của cô gì bên Pháp tặng cho nội. Và từ sáng đến giờ nó sợ ba má nó quên cho nên nó cầm cái đó trên tay từ thời lúc mà xuống giường cho tới bây giờ luôn. Và đồng thời em sẽ khoe với nội của em là em có một bộ đồ mới của cô Oanh gửi tặng cho. Bộ đồ mới rất là đẹp luôn, trời ơi có bả kìa. Khoe kiểu đó đó, cộng với lại cái mặt nạ nữa. Trời đất. Yes, đó, mặt nạ nữa. Rồi, đấy. Bây giờ hai vợ chồng đi đem Chúc Linh qua cho nội. Qua cho nội. Coi giờ nội giữ Chúc Linh bữa nay. Ừ. Và đồng thời mình đi bàn chuyện sẽ mướn gia sư tới nhà huấn luyện hai em cuốn. Wow. Hai em cuốn quậy quá các bạn, phải mướn gia sư tới nhà. Tức là dạy võ công phu cho nó hả? Võ công phu anh dạy. Không, anh không người biết dạy. Người ta tới người ta dạy cho nó đi vệ sinh giùm đúng chỗ không. Giùm em cái. Cái võ của anh là võ cào cào, mà cào cào tới gặp con chó là bị nó nuốt vậy. Ôi. Ok mất thôi. Rồi. Ừ. Rồi, bye cô chú đi con. Rồi mình gặp lại quý vị sau trong mấy đoạn clip nha. Rồi. Tìm nội đây. Nó mở nè, có con chị. Cái lạnh. Cô cho đây.
Ok đi vô chứ sao đứng đó vậy? Nè, cô kia cho bộ đồ luôn nè má. Bộ đồ với cho khẩu trang luôn. Yeah. Quá trời đồ luôn rồi, đồ chơi nữa. Rồi bây giờ thì hai chồng mình sẽ theo cái sự hướng dẫn của cái ông anh ở chỗ mà huấn luyện mấy em cún này á, về để mà bỏ hai em vô trong cái chuồng. Tức là sao? Tức là khi mà nó ở trong đây, nó chơi, nó ngủ trong đây, nó sẽ không có đi đại tiện ở trong cái chỗ nó chơi. Nó phải giữ, mình dạy nó phải giữ. Xong rồi mình cứ một tiếng, hai tiếng gì đó, tùy thì mình bắt đầu có thể là một tiếng mình sẽ mở cái chuồng ra để cho nó đi ra ngoài sân, ngoài sân để nó đi đại tiện. Xong rồi vô là bỏ nó vô cái chuồng lại. Cho nên ở trong cái thời gian này á, là cái thời gian đầu có thể nó sẽ bị make accident. Accident tức là tụi nó nín không kịp, nó sẽ đái và nó ỉa tại trong đây luôn. Nhưng mà vài lần như vậy thì nó sẽ biết rằng ok, cái này là cái sai lầm, đái ỉa ngay chỗ mình chơi luôn là cái sự sai lầm. Cho nên sau này nó sẽ biết khôn từ từ và nó sẽ đi ra ngoài. Nó không có đái ỉa ở chỗ nó chơi hoặc là cái chỗ mình không muốn nó đái. Thì cái đó là cái hướng dẫn. Còn để mà mấy tay kia tới nhà mình huấn luyện thì con chó phải ít nhất 5 tháng tuổi. 5 tháng tuổi và đồng thời đầy đủ hết những cái vaccine cho con chó thì họ mới dám tới. Còn bây giờ là họ chỉ có khuyến khích mình là làm những gì cần thiết ở nhà cho đến khi đó thôi. Tức là tụi này đã làm cái hẹn rồi, ngày 26 tây tháng 10 họ phải đợi hai em chó. Nếu mà mình muốn luyện muốn hai em cùng một lúc với nhau quý vị thì hai em này phải đủ cái tuổi, cái tháng và đủ cái vaccine này kia nọ thì họ mới tới. Thì cái vấn đề khó khăn của mình bây giờ là em Daisy. Em Daisy mới có mấy tháng? Ba tháng gì đâu đó thôi. Cô Bì thì ok rồi. Cô Bì thì mình muốn gửi đi cũng được hoặc họ tới cũng được. Cho training cho cô Bì đổi đủ tuổi rồi. Còn Daisy thì phải đợi. Và mình đã cọc tiền hết trơn rồi quý vị. Mỗi một em training cho mỗi một em là 1.000 đô. Hai em là 2.000 đô. Thì cái chi tiết như thế nào để mình ăn ngồi ăn cơm mình sẽ nói cho các bạn. Bây giờ Tiết phải đi làm. Ok. Ok. Anh nói nhiều quá. Ok. Rồi chú Linh, một. Chú Linh thôi. Xin chào ca chú Hân. Chú mà ăn bún. Bún hả? Bún đâu? Bún đâu? Bún đó hả? Yeah. Rồi xin chào tất cả các bạn trở lại với bầu trời Boston and family. Vienna không có ở đây bởi vì em chọn là ăn trước rồi, mặc dù đặt có mời luôn á quý vị, là em khoan ăn đợi về chung ăn chung gia đình, em không chịu và đã ăn trước và bây giờ đang đi tắm. Vienna đang có tuổi teenager nên nó nhiều, có nhiều người nói với Tiết với anh Đạt là tại sao không có để Vienna lên clip nhiều, với là thật sự là Vienna đang có tuổi này, Vienna không có thích lên cũng như là mình quay phim về Vienna nhiều quá. Nói chung là lâu lâu thì được chứ còn mà mỗi every clip mà có Vienna thì giống như Vienna không có được thoải mái đó, nên sẽ có những clip mà vợ chồng Tiết sẽ quay Vienna một cách rất là tự nhiên. Rồi cũng thì đương nhiên là sẽ có những bữa ăn có Vienna chứ phải không, nhưng mà không phải lúc nào cũng phải có Vienna đó, tại cái tuổi này các cái, bạn biết mà cái tuổi nó là cái tuổi nó thích làm chuyện của nó. Vienna được 13 tuổi nên thì các bạn thông cảm nha. Nó có cái bản tính của nó hầu như bây giờ là mình phải học hỏi để chấp nhận cái bản tính thay đổi của nó, đúng không? Chứ còn cách đây 3 năm về trước là mình đâu nó đó. Đúng rồi. Mình đâu nó đó nha. Coi như là 3 năm về trước người ta nói với Đạt là nó là bây giờ là daddy girl, tức là daddy đâu là nó đó bên cạnh luôn, đúng không? Nhưng mà xong rồi cái từ từ nó thay đổi. Thì cái tuổi này Tiết nghĩ đứa nào cũng vậy hết chứ không phải Vienna. Nên bây giờ Trúc Linh là đang cái tuổi
em chưa biết gì. Đúng vậy, đâu nó em chưa đó. Có biết gì đó. Nên đúng vậy, mình đâu nó đó là tại vì nó đi theo mình thôi. Chứ không phải là mình coi như là tối ngày Rồi tới khi mà Trúc Linh tới cái tuổi giống Vienna thì Tiết bảo đảm là cũng sẽ giống như vậy. Đi chang vậy thôi à quý vị. Dạ, dạ. Rồi mấy tay đó đi bước cà của anh ăn kìa. Rồi mời cả nhà. Dạ. Trước khi thôi anh ăn đi em để em nói. Trước khi Tiết ăn thì Tiết nói bữa nay là mình nói gì nữa? Dạ. Đi gặp cái người để mà cái chỗ để mà chuyên về huấn luyện chó. Okay. Đó. Dạ. Hai chồng Tiết đã đi gặp rồi. Thì mục đích của hai chồng Tiết là muốn kiếm một người nè, kiếm một người tới nhà và sẽ huấn luyện cho Kobe and Daisy Tiêu Tiểu từ nhà đi ra ngoài sân đó. Thì thì khi mình đi tới đó thì người ta đưa ra rất là nhiều cái option. Cái phần mà one on one á là đại khái á là khi một tuần là con đó nó học 2 ngày thì 2 ngày đó mình sẽ đích thân đi tới đó luôn, mình trực tiếp mình coi người ta dạy nó như thế nào đó. Mà Tiết thì Tiết muốn như vậy đó, là để khi mà mình coi người ta dạy nó xong mình về nhà mình sẽ biết cái cách mình dạy nó y chang như vậy. Nên Tiết và anh Đạt chọn cái phần one on one là như vậy, là 1.000 đồng một đứa. Thì basic là có nghĩa là giống như là trong đó nó sẽ chỉ con chó mình cần phải làm cái gì, đi tiêu đi tiểu này kia, đại khái là như vậy. Còn cái phần thứ hai á, mà Tiết với anh Đạt không có chọn á, là chỉ giá 3.000 đồng một đứa. Nhưng mà Tiết với anh Đạt không có chọn. Là cái đó là nó bảo đảm trong vòng 3.500 một đứa. Nó bảo đảm trong vòng là 6 tuần. 6 tuần ha. Là có nghĩa là mình không có cần phải tới đó. Sau 6 tuần là nó đưa con chó về cho mình á, là con chó tự động biết hết mọi thứ luôn. Đi ra ngoài đường gặp đèn xanh đèn đỏ là tự động ngồi xuống, không có chồm lên đồ ăn mình trong lúc mình đang ăn cơm. Rồi hả. Nói chung là nó dạy rất là nhiều. Mấy cái đó cũng bao gồm trong cái phần OB đó vậy. Yeah. Thì nói chung là cái phần thứ hai 3.500 là mình không cần phải đi tới nơi mỗi ngày để mà mình đứng đó coi chừng nó để mà mình học theo. Đó, thì cái 3.500 Tiến Đạt không có chịu cái phần đó. Thứ nhất là mắc quá. Thứ hai là mình muốn đích thân mình học hỏi cái cách người ta dạy những con chó ở Mỹ như thế nào. Đó là cái Tiến Đạt chọn. Nên rốt cuộc là Tiến Đạt đã chọn cái phần one on one là 1.000 đồng một em. Đã chọn rồi, đăng ký đặt cọc hết rồi. Thì ngày 26 tới tháng 10 là mình sẽ chính thức mình gửi hai em đó đi. Và mình sẽ đi theo một tuần 2 ngày. Mà đi tổng cộng là mấy tuần anh ha? Cũng 6 tuần hả? Cũng 6 tuần luôn, một tuần 2 ngày đó. Nên mình rất là chờ đợi tới cái ngày đó. Cái phần 3.000 mấy đó vợ đã nói thì nhưng mà còn thiếu cái vấn đề. 6 tuần lễ nhưng mà mỗi tuần cũng chỉ có 2 ngày thôi. Cũng 2 ngày luôn, y chang luôn. Yeah. Thì họ sẽ đích thân tới nhà mình, họ rước con chó và họ sẽ để con chó trả về con chó lại nhà mình. Họ dẫn con chó đi đâu chứ? Thì họ dẫn con chó đi giống như đi mall, đi park, đi hoài chỗ này kia nọ để đi chơi. Đại khái thì cũng mấy tiếng đồng hồ trong một cái ngày đó. Xong rồi họ trả mình về, chứ không phải họ giữ con chó suốt 6 tuần lễ luôn, không phải vậy. Có nghĩa là người ta giống như là dẫn con chó tới, người ta dạy xong người ta sẽ trả con chó về nhà cho giống mình. Giống như con chó đi học vậy đó quý vị. Đúng vậy. Rồi, và đồng thời Tí với anh Đạt có hỏi luôn là nếu như lỡ mà gia đình Tiết mà muốn đi vacation giống như mình đi du lịch á, một tuần, hai tuần hoặc là mấy ngày, nói chung là mình không ở nhà được trong vòng bao nhiêu thời gian đó, thì mình sẽ gửi con chó tới chỗ đó luôn. Thì họ có nhận giữ luôn. Thì trung bình á, họ nói nếu mà mình không có cái member của, giống như mình không phải là thành viên của họ, thì họ sẽ lấy mình một con như vậy một ngày là 75 đô. Họ giữ chó nha, một ngày 75 đô một con. Nhưng mà tại vì Tiết với anh Đạt là thành viên của đó nên họ sẽ tính một con là sẽ là 55 đô. Thì hai con một ngày mình sẽ nghĩ là mình sẽ tốn 101 đó. Thì Tiết Đạt cũng đã hỏi rồi, để mà lỡ mà hai vợ chồng mà có nổi hứng mà có đi chơi á, cũng yên tâm là có người coi chừng hai ẻm. Tức là mình ví dụ nha, ok. Nhưng mà ví dụ mình đi về Việt Nam 2 tuần lễ. Tôi biết ví dụ đi đâu liền. Tôi biết. Mình phải brand quá cái đầu quá. Ví dụ như mình đi Việt Nam nha. Thì ở nhà mình có 2 đứa con nhỏ, 2 người lớn, và tổng cộng 4 cái vé máy bay. Tại Trúc Linh nó đã một vé của nó rồi. Thì mình có 4 cái vé máy bay, bây giờ mình phải mua 5 vé, mình phải tốn tiền giống như 5 vé. Đúng rồi. Mình mua 4 cái vé máy bay nhưng mà tốn tiền giống như 5 vé. Bởi vì Kobe với là Daisy, hai đứa nó cộng lại trong 2 tuần lễ bằng một cái vé máy bay. Vé máy bay. Dạ. Dạ, hổm đài từ lúc mà hôm qua chứ mới có ngày hôm qua thôi.
Thì mình đã cũng học theo cái cách người ta dạy, giống như là mình phải nhốt nó trong chuồng, rồi tới giờ mình cho ăn xong mình thả ra vậy đó các bạn. Thì mới có một ngày thôi mà mình thấy cũng hiệu quả lắm. Ồ, sẵn đây Tiết nói luôn một cái này luôn, là theo một cái kinh nghiệm của Tiết với anh Đạt mới nuôi chó thôi, nói chung là mình không biết một cái gì luôn á về nuôi chó ở Mỹ nha. Mình nuôi chó theo cái phương pháp của ở Mỹ chứ không phải phương pháp của Việt Nam. Ở bên Việt Nam em nuôi tới 3-4 con chó lận, nên rất là dễ. Còn ở đây mình phải nuôi theo phương pháp ở Mỹ. Thì thật sự là Tiết mới nuôi lần đầu nên Tiết cũng rất là thắc mắc rất là nhiều. Nhưng mà theo cái kinh nghiệm của Tiết á, thì á, nếu mà anh chị nào mà có đem một em cún về trong thời gian nhỏ nha, nếu mà em ấy có ve cái gì, có ve đi nó đậy đi, thì các bạn, các anh chị á, đừng có nên mua cái dòng cổ liền cho nó. Không mua dòng cổ cũng không nên mua thuốc sức luôn. Tiết vẫn không nắng thành. Tiết và Đạt đã bị rồi, nhưng mà Tiết Đạt vẫn không thích. Là tại vì sao? Khi mà tới cái thời gian mà anh chị phải dẫn nó đi chích ngừa, thì trong đó họ sẽ đưa cái viên thuốc cho tụi nó uống. Thì một viên như vậy rất không có rẻ lắm, có mấy chục bạc không? Nó rẻ hơn là các anh chị mua một cái chai thuốc nữa nha. 60 đô. 60 đô. Cái dòng cổ cũng 60 đô. Đó. Nhưng mà tại sao mình phải mua vậy? Mình dẫn nó đi tới cái chỗ đó, người ta chích thuốc, người ta cho nó uống những cái gì cần, sáng lại sáng gì người ta cho hết luôn một lần một. Thì đó, cái là cái kinh nghiệm Tiết chia sẻ. Lúc đầu Tiết không biết cái gì luôn á, mà mình chỉ cũng nghe nói, mình đi vô Petco mình thấy bán cái này, mình cũng mua, cũng tốn tiền, cũng hơi nhiều. Nhưng mà giờ mình muốn chia sẻ để cho anh chị nào mà không biết thì đừng có làm như vậy, sẽ tốn tiền của mình vô ích thôi. Đó. Rồi đồng thời nữa là cái phần mà mình tả con chó. Tả nha. Người ta chỉ tiếng như vậy nè. Nếu như mà mình muốn tập cho con chó đi ra ngoài đái, đi tiêu tiện ở ngoài đường, là tuyệt đối mình không nên để tả trong nhà. Mà hoàn phải dẹp mấy cái tả đó đi. Tại vì sao? Nếu mà mình để cái tả là con chó sẽ suốt 15 năm trời nó sẽ nhìn cái tả là nó chỉ đi trong tả thôi, và nó sẽ không có biết lúc nào là phải đi ở ngoài và lúc nào sẽ đi trong tả. Nó sẽ bị lộng cộng á. Đúng rồi. Nên cái người dạy Tiết hỏi sơ á, người ta nói là không nên, nếu mà đã muốn đi ngoài là không nên cho để tả trong nhà luôn. Đó. Nên á hả, nếu mà anh chị nào mà cảm thấy mà mình có thể dẫn chó đi training được á, thì hãy nên dẫn đi một khóa như vậy, thì đó như Tiết tốn nó 1.000 đồng. Còn kết quả hay không thì khi nào mình cảm thấy good nữa, hay là có cái gì thay đổi á, có cái gì mà good á, mình sẽ chia sẻ tiếp. Không, cái anh chàng đó anh cũng có nói rõ rồi. Okay. Anh nói cái option mà 3.500 cho một con cún á, thì họ bảo đảm với mình là về họ làm cho con cún của mình nó nghe lời ngoan ngoãn. Cái mà 1.000 đồng á, tức là mình phải là cái người có trực tiếp trong cái phần huấn luyện đó, mình phải về mình trả bài với cho nó nên nữa. Đó, cho nên đó, mình dẫn con cún tới đó 45 phút hoặc là 5 tiếng đồng hồ tùy mình muốn. Họ không có gấp rút đuổi mình về, tới đó 1 tiếng đồng hồ thôi đủ rồi về. Kia nào không có, mình dẫn con cún tới đó, mình ở đó với họ 45 phút là ít nhất, hoặc mình có thời gian mình ở với đó 5 tiếng cũng không sao hết. Thì mình coi như cần phải hỏi cái gì, thắc mắc cái gì, muốn nó dạy cái gì này kia nọ, mình cái việc nói cho nó nghe thì nó hướng dẫn mình và nó làm cho mình coi, đúng không? Xong rồi mình về mình phải làm, tiếp tục làm cái vấn vậy. Đề đó. Ví dụ như nếu mà mình về mình không dẫn con chó đi vô ngoài park, không dẫn con chó đi mo, thì mai mốt con chó nó đi ra ngoài đường, nó gặp người ta, nó có thể coi như bị là sợ. Nó sủa hay là nó sợ hay là này kia nọ, bởi vì mình không có làm cái vấn đề mình cần thiết phải làm. Cái vấn đề thứ nhì nữa là nói về cái tả. Nếu như mà mình để cái tả đó, con chó nó thấy nó sẽ đái ở trong cái tả đó mà nó không có đi ra ngoài đường. Và đồng thời nếu mà nó gặp những cái tấm thảm á, cái tấm thảm nhỏ nhỏ mà mình để lót chân ở trong những cái nhà công cái phòng đây, vệ sinh đó, thiết bị rồi đó, thấy là, thảm là đái lên, thấy thảm là nó đái, phải không? Cho nên đó, cái đó là cái vấn đề mà mình phải lấy cái thảm đó ra, mình lấy cái tả đó ra, mình để dẫn nó đi, và cứ khoảng 1 tiếng hoặc 1.5 tiếng hoặc là 2 tiếng, mình bắt đầu từ 1 tiếng cái mình lên 1.5 tiếng hoặc lên 2 tiếng, thì cứ khoảng như vậy đó, là mình phải dẫn nó ra ngoài, nó có tiểu có đái không, chuyện đó là cãi nó. Miễn là mình dẫn nó ra ngoài xong rồi là mình cho nó quen. Vô mình cho nó vô lại, cho nó thành cái quen là nó đi ra. Là sau 6 giờ là tuyệt đối không cho ăn và không cho uống, lấy nước ra và lấy luôn cả đồ ăn nó ra luôn. Không cho ăn không cho uống, bởi vì mình phải nhốt nó ở trong cái lồng nhỏ,
nó mấy người đã dặn là mình phải nhốt nó trong cái lồng nhỏ chứ không có để cho nó nguyên cả một cái sân bự. Đây là cái thời gian huấn luyện là như vậy. Còn sau này nó huấn luyện nó đã ra trường rồi á thì mình nhả thả nó nguyên trong nhà cũng không sao hết, bởi vì nó biết cái lỗ của nó chui ra nó đi tiểu. Thì không hay, có xài một cái tả nào hay, hết. Hay hôm nay là mình còn theo cái hướng dẫn đó, mình bỏ nó trống đúng giờ mình dẫn nó ra. Có đôi lúc đúng giờ nhưng mà ảm ngủ cho nên đặt để cho ảm ngủ. Ảm vừa thức cái là ảm kêu yết 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 là mình biết rồi đó, mình dẫn ảm ra là ảm làm chuyện của ảm. Dạ. Làm xong rồi nó đi vô lại. Thì mỗi lần nó vô là đặt cho nó cục cái cục cục đoạn của nó để giống như thưởng cho nó lại khá vậy. Nó khoái lắm, đi ra là đi vô là nó vô đúng cái chỗ của nó, vô đúng cái chuồng của nó luôn. Thưởng nó khoái lắm. Thì bữa nay Tí với anh Đạt xin chia sẻ cái cách mà mình đã đi tới cái trường huấn luyện chó, dạy nuôi dạy chó bên Mỹ để mình coi cách thức người ta và cái chương trình gì để mà người ta nuôi dạy chó. Tại vì các bạn biết không, chó bên này rất là khôn. Tiếc đi đường Tiếc thấy hoài mà nó sao mà nó khôn quá đi, như là mình muốn học hỏi thêm á, đại khái vậy. Thôi bữa nay xin chia sẻ những cái gì mà kinh nghiệm của Tí với anh Đạt ha. Thì cái tánh của Tí chứ là anh Đạt Tí là thích chia sẻ những cái gì mà mình đã biết. Thì mong là cái video này sẽ giúp được những anh chị nào mà đang nuôi chó hoặc là sẽ chuẩn bị lấy em cún về nhà nuôi. Đó. Tí giờ Tí có hai con rồi đấy hả? Thì coi kem ra suốt ngày à. Thực ra là trong cái kênh của mình cũng có rất là nhiều các bạn bè đã có kinh nghiệm nhiều hơn vợ chồng Đạt rất là xa. Đúng rồi. Nhưng mà cái số lượng các bạn đó thì chỉ vài người thôi, còn rất 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 là nhiều người mà hầu như không được có cái điều kiện để biết. Thì tụi này sẵn có cái kênh YouTube thì tụi này chia sẻ những cái gì mình được học hỏi trong những cái phần sai trái của mình và những cái điều kiện mình đi ra ngoài để mình trả tiền để mình học hỏi, thì mình muốn chia sẻ cho các bạn. Ăn bậy mất cổ rồi vậy. Rồi xin chào tất cả các bạn. Bye bye. Daisy của mẹ đó, Daisy nhỏ nhắn quá. Chú Linh, câu nói của chú, xin chào cô chú. Xin chào cô chú, hôm nay chú uống xin đâu rồi, hơi lạnh. Ngon không? Ai làm xin tố cho con? Mẹ. Rồi con nói sao với mẹ? Con ngon ngọt. Giỏi. Nè, nghe mẹ hỏi nè. Mẹ làm xin tố sao không mời mẹ mời ba không vậy? Mời mẹ mời ba. Mời mẹ mời ba luôn hả? Vậy cho mẹ uống không? Không. Vậy cho ba uống không? Không. Vậy cho ai uống? Cho bà ngoại. What? Ok. Rồi con nói xin chào cô chú, hôm nay con làm gì? Nó lớn lên. Nói lớn lên. Không. Xin chào cô chú, hôm nay chú uống sinh tố này. Giỏi, ok. Sinh tố màu gì? Màu red. Màu red, ok. Con bận áo màu gì? Màu yellow. Giỏi quá, ok. Rồi, giờ con bye bye cô chú đi. Bye bye cô chú. Rồi nói lại, bye bye cô chú. Bye bye cô chú. Rồi bye bye sao đâu, bye bye sao đâu. Bye bye cô chú.